Từ từ, ủa quay chưa? Rồi quay rồi. Ok, chào các bạn. Thì đây là người anh em tên là Bi. Bi em thì chạy xe chung với Tài. Thì Bi thì ở cái gì quên rồi? West Covina. West Covina. Tài ở Garden Grove. Garden Grove là ở dưới hướng nam, West Covina là hướng bắc. Nói nam bắc là mình định hướng, mình có cái hướng thôi chứ cũng không phải là nam bắc của Cali đâu. Anh em chạy xe gọi là ride share và food delivery thì thỉnh thoảng gặp nhau, có rất là nhiều cơ hội để gặp nhau. Sáng ngày hôm nay là Bi từ ở đâu mà từ West Covina mà Bi qua LA này vậy? À, sáng nay mình ở West Covina, mình có cứu chở khách đi cỡ khoảng 30 mai đi tới gần sân bay LAX. Oh man. Tài thì ở Anaheim, lên đây chắc cũng 35 mai ơi. 35 mai xong rồi tới đây, xong rồi có một cái cú là pick up khách ở trong LAX luôn, cũng có một mai thôi. Xong rồi cái Tài gọi cho Bi đó, liên lạc với Bi đó. Tại vì hai anh em chạy xe thì cũng hay gọi điện nhau hỏi thăm coi cái tình hình cái food với lại ride share như thế nào. Thì thấy Bi ở đây thì Tài cũng ở đây, anh em gặp nhau. Thực ra thì chạy anh em thì ở xa nhau, cách nhau hăm mấy ba chục mai á, nhưng mà khi mà mình chạy chở khách rồi giao đồ ăn, giao food này nọ kia đó, mình cứ chạy vòng vòng rồi mình tới một cái city nào đó cái mình liên lạc với anh em coi hỏi ủa đang đâu. Nhưng mà trong group là Tài với Bi là đi xa nhất, tại vì mình chạy ride share, mình chở người mà đi xa nhất. Có khi Bi chạy xuống San Diego luôn mà hổng Bi cái, ở luôn. Cái nghề này nếu mà anh em nào mà chạy food delivery á, thì thường mình giao trong một cái CD của mình hoặc là cách một cái CD thôi, vòng vòng đó thôi. Nhưng mà nói chung là khoảng chừng 5-10 mai trở lại là giao food là hết rồi. Nhưng mà anh em mà đi chở người á, người ta đi rất là xa, 20-30 mai, 40-50 mai, thậm chí có lúc chở người cả 100 mai luôn. Đó là mình chịu đi á Bi. Còn mấy người mà chở người mà họ không chịu đi thì họ cũng vòng vòng đó nó 10-20 mai à. Tại mình anh em mình chịu đi á, đi khám phá những cái điều mới. Bi qua Mỹ năm 2020. Mình qua Mỹ năm 2021. Tới thời điểm này là sao Tài? Tại tháng 3 2020. Bi tháng mấy? Bi sau Tài 1 năm. Ồ. Bi qua Mỹ là tháng 4 năm 21. Tháng 4 21 mà Bi giỏi lắm các bạn. Bi về lúc mà Bi qua xong rồi Bi tự mày mò nghiên cứu cách làm họ, cách làm mấy cái giấy tờ thẻ xanh thì không nói nha, tự nó gửi về rồi Bi cũng tự nghiên cứu làm giấy tờ mua xe, tự làm giấy tờ rồi xe cũng tự nghiên cứu cách tự sửa thay nhớt mấy cái dịch vụ rồi đó. Bi rất là chịu khó mà ở Việt Nam không biết gì hết á, nhưng mà qua đây á thì mình đi ra tiệm á thì mình tốn tiền với lại mình cũng thích nói chung mình phải thích tìm hiểu mấy cái đó. Chứ nếu mà không thích thì cứ quăng ra tiệm thôi. Mình thì mình thích tìm hiểu mà ở đây cái gì nó cũng dễ dàng hết. Lên YouTube xem là đều có video hướng dẫn. Và đi mua đồ, đi mua phụ tùng, tất cả mọi thứ mình có thể mình chạy ra tiệm mình mua cũng dễ nữa, hoặc là mua online nó gửi tới nhà, cái gì cũng rất là tiện lợi. Bên đây mình có một cái hay là mấy cái dịch vụ nó có cái quy trình hết ha. Ví dụ mình mua xe thì nó có cái chuẩn đó rồi. Cứ vô dealer rồi bỏ tiền rồi mua. Còn mua mấy cái part cũng vậy nữa, nó rất là dễ dàng. Này gửi lời chào tới anh em nào mà xem kênh YouTube của Tài. Anh em nào mà cái này mình quay clip kỷ niệm Bi để cho mọi người mình biết kỷ niệm, rồi anh em nào mà xem để mình biết được cái cuộc sống hàng ngày ở đây của mình như thế nào, đặc biệt là cái công việc chạy xe của anh em mình. Chạy xe thì có Tài với Bi chở khách thì đi xa cho nên là cái cơ hội mình gặp nhau nó nhiều, mặc dù một người ở hướng bắc, một người ở hướng nam đó. Rồi Tài cũng rất là phục Bi cái chuyện mà Bi có cái sự nghiên cứu về giấy tờ và cố gắng mà để hòa nhập cuộc sống ở đây rất là hay. Bi rất là hay. Rồi cái đời sống vợ chồng cũng rất là hòa thuận á, đó là cái điều mà lúc nào Tài cũng nói rất là hay á nha. Hay. Qua Mỹ mà phải cố gắng thôi, không cố gắng là không có trụ nổi. Mọi
mấy cái kênh kia thì họ quay về cái trung tâm thương mại, mấy cái shopping rồi iPhone này nọ, những cái cuộc sống nó sang trọng. Bây giờ giống như hồi nãy mình là mình thích cái gì nó thực tế. Giống như hồi nãy trước khi mà mình ở đây anh em mình có nói một cái điều á. Bây giờ mình nói thực tế nhất nè, ngay cả cái LA này nè, mình hay gọi là Los Angeles á. Cái sân bay LA á, cái sân bay LAX á, nãy mình vô á, cái này thực tế luôn nha, là mình cảm thấy nó nó không có được sang trọng và sạch sẽ như những sân bay khác, là cái thứ nhất. Và những cái và cái LA County này á, Hollywood á, trên phim ảnh nó rất là đẹp, nó rất là rộng rãi, nó rất là lộng lẫy hào nhoáng, nhưng mà anh em mình sống ở Mỹ, anh em mình đi chạy xe vòng vòng LAX này rất là nhiều rồi, mình thấy cái thực tế nó rất là khác so với trên phim ảnh. Ở đây homeless rất là nhiều và nó dơ, nó lộn xộn, đập kiến lấy xe, đập kiến trộm tài sản. Nếu như mình không muốn nói là, nếu như mình nói LAX là nó rất là, mình dùng từ tạ luôn á, so với mấy cái cao tỳ khác thì Bi thấy như sao? Nếu ta nói vậy thì Bi thấy như sao? Bản thân mình á thì mình không có xuống dưới khu LAX nhiều, nhưng mà mình nói LA luôn á nha, LA chung, Los Angeles nói chung luôn á. Nguyên cái khu downtown rồi này nọ kia, những khu xung quanh đó, kể cả khu Hollywood luôn, mình không có xuống dưới đây nhiều, mình không có biết. Nhưng mà khi mà mình chạy xe, mình chở khách xuống đây, hoặc là mình chạy giao đồ ăn ở dưới đây á, mình cảm giác cái khu này mình không có thích. Đó, đường xá rồi mọi thứ. Đường xá nó nhỏ, nó chật chội, mà người ta người ở đây người ta chạy rất là không có tuân thủ luật, mình nói thẳng luôn là ẩu, rất là ẩu. Nhưng mà được cái á, anh em nào mà chạy xe LAX rành rồi á thì hả, chắc là khắp nước Mỹ này chạy xe được hết. Không, ngoài trừ những cái bang lạnh tiết, không, mình chưa biết kia, tại vì tiết khác nha. Mình chưa qua New York, mình chưa qua mấy bang phía đông, cho nên mình chưa biết. Mà nó khắp nước Mỹ thì nó mình nói như vậy nó chủ quan quá. Không, cái này là mình xem, mà rất là giỏi. Cái này mình xem trên mạng, tại vì á cái LAX này á, cái ơi lộn LA. cái khu LA này á, cái traffic của nó phức tạp lắm. Mình đã chạy được ở đây rồi thì hầu hết những cái nơi khác đó là mình sẽ chạy được. Mình cứng không? LA này mình ví von nó giống như Sài Gòn mình đó ha. Nó là một cái cao tỳ, một cái quận mà xưa, có nghĩa là trên 100 năm rồi. Cái cao tỳ nó xưa, chính vì nó xưa cho nên nó nổi tiếng, mà chính vì nó xưa cho nên nó có nhiều cái dân ở nhiều nơi họ đổ về đây. Giống như Sài Gòn mình á, là dân nhập cư nhiều, thì dân nhập cư nhiều thì nó sẽ có những cái chuyện này chuyện kia. Nó không có giống như những cái khu bên mình là khu sau này, khu cái khu bi hoặc là khu tài, nó đâu đó chừng 50 năm, mà còn LA này ta nghĩ nó trên 100 năm rồi. Cho nên là mấy căn nhà nó cũ, rồi homeless nhiều, rồi rất là khó để mà government người ta mở rộng LA ra. Nhưng mà bản thân tài, riêng cá nhân tài thấy thì thật sự thì thấy LA này nó không có giống như trên phim ảnh. Có thể phim ảnh người ta quay ở một góc nào đó, hoặc có thể người ta dựng lại hiện trường, có thể ha. Còn LA này ta thấy thật sự là, nếu như tại có nhiều tiền thì cũng không có chọn LA này để mà mua nhà, để mà sống hoặc là để thuê đâu. Làm việc thôi, chứ ở thì ta nghĩ không ở đâu. Anh em mà đi nhiều nơi đi ha, ta có những nơi nó cái con đường, cơ sở hạ tầng nó rộng rãi, nó đẹp và nó an ninh hơn. Nhưng mà thôi, đó là tùy quan điểm của mỗi người. Cũng có thể có người thích LA, cũng có thể, nhưng mà cũng giống như có người thích sống ở thành phố, có người thích sống nông thôn. Đó là quan điểm mỗi người. Cái này, những điều mà nãy Tài chia sẻ chỉ là quan điểm cá nhân của Tài thôi. Mình chia sẻ nó cũng cá nhân của mình, và nó cũng gọi là chung chung thôi. Tại vì mỗi người có một ý kiến khác nhau. Cũng có thể có người họ thích LA này. Thì chia sẻ để anh em thấy là cái cuộc sống ở Mỹ nó phong phú, đa dạng và muôn màu lắm. Hôm qua Tài suy nghĩ một cái điều thế này nè. Tài nghĩ về một cái ý thế này nè. Có nghĩa là có cái câu là nước Mỹ là thiên đường. Thì Tài suy nghĩ thế này nè. Trước khi mình qua Mỹ á, mình nói Mỹ là thiên đường, thì cái đó là do tự bản thân mình đặt cho nước Mỹ nó là thiên đường. Tự mình gọi là
mình làm cho nó hoàn hảo, tự mình nghĩ nước Mỹ hoàn hảo, rồi trong đầu mình nghĩ là Mỹ hoàn hảo, nó sẽ không bao giờ có cái chuyện ăn xin, không bao giờ có cái chuyện bạo hành, không bao giờ có những cái vụ cướp bóc đập kiến này nọ. Đó là tự mình tưởng tượng trong đầu mình thôi. Còn khi mình đã đến Mỹ rồi, mình thấy nó cũng có homeless ăn xin, rồi cũng có người tiểu ngoài đường, rồi cũng có đập kiến lấy đồ, rồi lừa lọc này nọ, thì mình mới là phát hiện là hồi lúc mà mình chưa đến Mỹ á, là mình tưởng tượng, đúng không Bi? Mình tưởng tượng Mỹ là thiên đường, đó là mình tưởng tượng thôi. Còn bây giờ mình đã ở Mỹ rồi nè, mình đã thực tế rồi nè, là mình thấy Mỹ cũng giống như Việt Nam, cũng như các nước khác, cũng mốt chuyện này chuyện kia thôi. Cho nên tại thấy là khi mà mình nói về một đất nước nào đó, mình nói về một cái người nào đó, thì mình cũng không có nên gọi là quá tung hô hoặc là quá chê cái đất nước đó hoặc là cái vùng đất đó. Bi thì Bi thấy như sao? Bi thấy như sao về cái câu là thiên đường nước Mỹ? Bi thấy như sao? Mình thấy ha, ở đâu thiên đường hay không á là do mình thôi. Đó, giống như là mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì đó là thiên đường. Vậy thôi, đúng rồi, tại đồng ý chứ với còn mình. Ở xã hội nào, ở đất nước nào nó cũng có cái tốt cái xấu. Đó, đồng ý, tại đồng ý với Bi cái vấn đề đó. Cho nên là ở bên đây thì tại cũng không có nhưng mà có một điều không thể phủ nhận được, đó là nước Mỹ là đất nước mà cho mình nhiều cái cơ hội để mà mình phát triển. Vậy thôi. Nước Mỹ là một đất nước có rất nhiều cơ hội để mình học hành, làm việc, những quyền con người, để mình sáng tạo, mình thực hiện những cái ý tưởng của mình. Nước Mỹ là một cái nơi để mình làm những điều đó. Còn ngoài ra thì khi mình đã đến đây rồi thì khi mình thấy những cái chuyện mà những cái mặt trái, những cái mặt trái đây có nghĩa là những cái mà phim ảnh không nói, những cái mà sách vở nó chưa đề cập đến, thì mình cũng xem đó là cái điều bình thường trong cuộc sống này. Cuộc sống nó sẽ có hai mặt. Cho nên là Tài thì Tài không có tham gia vào những cái việc mà mình chê cái này cái kia của một đất nước nào hết. Tại vì mình biết tất cả mọi thứ đều có hai mặt. Ngay cả cái nghề anh em mình làm cũng có hai mặt nữa. Có những người họ tiếp nhiều, có những người họ không tiếp. Điều đó rất là bình thường Bi ha. Nó không có, mình không có dựa vào những cái người họ không có tiếp cho mình rồi mình nói xấu về cái nghề mình đang làm, đúng không Bi? Nó có hai mặt hết. Nó có giống như tối hôm qua rất là busy ha. Tối hôm qua là thứ bảy busy, hôm nay nó vắng. Thôi ok, một vài chia sẻ với tất cả các bạn ha, để một vài chia sẻ với tất cả các bạn tại Los Angeles. Anh em chúng tôi đang dừng xe tại một có thể nói là trung tâm của Los Angeles và chia sẻ về những cái quan điểm cá nhân về Los Angeles, về nước Mỹ. Chúc tất cả các bạn, bạn nào mà đang có cái hồ sơ đi Mỹ á, thì các bạn cứ giữ vững cái lập trường trên cái con đường mà các bạn đã chọn. Tại vì chúng tôi cũng là từng là những người trước khi qua Mỹ mình cũng tìm hiểu rất là nhiều thứ, rồi khi mà đến Mỹ rồi cũng còn bỡ ngỡ. Ngay cả bây giờ chúng tôi có mặt ở đây cũng đã 3 năm và 3 năm rưỡi rồi, cũng còn rất là nhiều điều bỡ ngỡ các bạn. Nhưng mà như Bi nãy Bi nói, Bi có chia sẻ với các bạn, cái mình vui hay mình buồn, hoặc là đó là thiên đường hay địa ngục, là do cái suy nghĩ của mình, đúng không Bi? Do cái suy nghĩ của mình. Tại thấy Bi có một cái điều đó nó rất là động viên, rất là tích cực trong cuộc sống. Do cái suy nghĩ với cảm nhận của mình là một, với lại thứ hai nữa đó là do cái sự cố gắng của mình. Tại thấy Bi có cái điều đó thì Tài học hỏi Bi cái điều đó rất là hay. Tại vì đúng thiệt, giống như ngày hôm qua mình vui, ngày hôm nay mình buồn, ngày mai lại vui, ngày mốt lại buồn, thì chẳng lẽ nước Mỹ nó như vậy sao? Chẳng lẽ nước Mỹ ngày hôm qua nó tốt, hôm nay nó tệ, rồi ngày mai nó tốt, hôm nay nó tệ? Không, nước Mỹ, Việt Nam hoặc đất nước nào nó vẫn là như vậy thôi. Nói thiệt chứ, cái nước Mỹ nó bự lắm, nó bự. Mình chỉ mới ở vòng vòng Cali thôi. Chứ còn mấy bang khác là mình không có biết.
mà Cali cũng chỉ mới ở Nam Cali thôi chứ chưa bước tới được Bắc Cali nữa. À, Nam Cali cũng chưa hết nữa, mình chưa Nam Cali nó rộng lắm. Cali nó rộng bằng nguyên cái nước Việt Nam, rồi cái nơi mình ở nó nhỏ xíu à, mình chưa biết nhiều đâu. Chứ còn nước Mỹ nó tùm lum la, nó nhiều nhiều bang lắm. Dạ. Yeah. Thôi trải nghiệm. Ừ thôi, bạn nào mà đang có cái hồ sơ định cư ở Mỹ thì chúc cho tất cả các bạn sẽ cái hồ sơ nó được suôn sẻ, hoàn thành tốt đẹp, rồi các bạn hãy suy nghĩ về những điều tốt đẹp trên cái con đường mà các bạn sắp sửa đi. Dĩ nhiên là trên cái con đường đó nó có những cái thử thách, thì ngay cả anh em chúng tôi cũng phải hàng ngày đối diện với thử thách. Thì với những cái thử thách thì các bạn xem đó là một cái cơ hội để mình lớn hơn, trưởng thành hơn. Chứ đừng có nghe người này người kia nói ra nói vô rồi các bạn nản chí, các bạn thay đổi cái hướng đi của mình. Đặc biệt là cái hướng đi định cư là một cái hướng đi nó lâu dài và liên quan đến cuộc đời của mình ha. Hay là những bạn nào mà đã có mặt ở đây trong 2 năm đầu thì mình biết là các bạn rất là mông lung, các bạn cũng không biết là quyết định của mình là đúng hay sai. Thì cho các bạn một lời khuyên thì các bạn cứ đi tiếp đi. Đi tiếp và trên cái tinh thần đó là mình tự mình quyết định cuộc đời của mình. Kinh nghiệm của Tài mà chia sẻ với các bạn là như vậy, tự mình quyết định cuộc đời của mình. Mình đừng có, cuộc đời của mình đừng có để ai nói ra nói vô hết á. Những người đó, những người mà góp ý với các bạn á, thì họ cho bạn lời khuyên thôi. Còn cuộc đời của các bạn tự quyết định. Các bạn quyết định học bác sĩ cũng tốt, các bạn quyết định làm ở McDonald's cũng tốt, các bạn đi học sửa xe cũng tốt, cái gì cũng tốt hết á. Tại vì các bạn đã có cái sự cố gắng rồi, các bạn làm gì cũng tốt á. Ở đây họ không phân biệt là bạn làm McDonald's hay bạn học bác sĩ, ở đây là như nhau các bạn ơi. Chỉ có ở Việt Nam mình nó gọi là trọng những cái công việc bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, rồi không có trọng những công việc làm buôn bán trong mấy cái quầy fast food. Ở đây như nhau hết các bạn ơi, mình thấy ở đây như nhau. Bạn bán ở Starbucks cũng mà bạn có cái chí cầu tiến, cũng có thể bạn lên làm manager của cái store đó, rồi cũng có thể bạn lên làm một cái giám đốc của một cái vùng của Starbucks gì đó, không ai biết trước được cái điều đó. Ở đây người ta rất là tôn trọng cái sự học hành, cố gắng, phấn đấu. Chứ người ta không quan tâm tới bề ngoài hoặc là gì đó đâu. Cho nên là Tài rất thích ở đây. Thích ở đây tại vì người ta không có nhìn mình qua cái xe cộ, qua cái thời đồ đạc mình bận ở Bi. Đánh giá mình qua mấy cái phone mình xài ở đây, không có cái chuyện đó xảy ra. Anh em mình đi chở khách hoặc mình tiếp xúc với khách hàng ngày Bi ha, người ta không đánh giá. Dĩ nhiên mà đừng có quá gọi là ghê quá, mà không giống như gọi là trộm cướp cái đó thì ghê quá. Mình chỉ bình thường thôi, ăn bận bình thường, và người ta không bao giờ đánh giá mình qua cái bộ đồ mình bận, đánh giá mình qua cái kiểu quần áo bề ngoài đó, không có chuyện đó. Nhưng mà người ta rất là đánh giá mình qua cái đạo đức đi ha, cách mình nói chuyện, cách mình giao tiếp với người ta. Mình đừng có nói năng lung tung, chê tầm bậy tầm bạ thì người ta sẽ đối đãi với mình rất là bình thường. Ok, clip cũng hơi dài ha. Ok, chúc các bạn nhân dịp mùa xuân 2024, không biết là Tết gì nữa không biết. 2024 đến, chúc tất cả các bạn những mọi điều tốt đẹp nhất ha. Rồi hy vọng là cái clip này nó cũng cho các bạn một vài cái kinh nghiệm và một cái góc nhìn khác của nước Mỹ thông qua Tài và BM. Chào các bạn, bye bye.